Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 30 tháng 6, anh NVS, tên viết tắt xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, gia đình nuôi dê bị ba cựu công an bắn chết dê cho biết, trưa 29 tháng 6, các gia đình của ba cán bộ công an đã đến thăm hỏi, xin lỗi. Theo anh S, họ đã gửi cho gia đình 20 triệu đồng, được hiểu là bồi thường thiệt hại cho việc dê bị bắn chết với mong muốn giải quyết tình cảm. Anh S chia sẻ, sự việc thì đã xảy ra rồi, ba người ấy đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Tôi muốn mọi chuyện được khép lại nên đã chấp nhận nhận tiền đền bù. Trước đó, vào chiều 27 tháng 6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác gồm chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức và Công an thị trấn Đại Nghĩa, cùng đại diện các cấp chính quyền và Công an xã An Phú, thôn Ái Nàng, đã đến nhà xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc hai con dê bị bắn chết tại núi Mào Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tại gia đình anh S, đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức đã bày tỏ chân thành xin lỗi gia đình bị hại vì sự việc xảy ra. Các cá nhân được Công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng Công an Hà Nội. Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý những chiến sĩ vi phạm. Đại diện gia đình ba chiến sĩ gây ra sự việc trên cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại. Tại buổi làm việc, đại diện phía bị hại trân trọng ghi nhận thiện chí từ phía Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và gia đình ba chiến sĩ đã gây ra sự việc trên. VTC News ghi nhận, trong vụ việc hai con dê của người dân bị ba cựu cán bộ công an bắn chết tại núi Mào Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý là phù hợp với quy định của pháp luật. Điều đáng chú ý, trong vụ án này, ba nghi phạm lại là các cán bộ chiến sĩ công an thị trấn. Đây là cán bộ chiến sĩ công an cấp cơ sở, gần gũi nhất với người dân, đồng thời là những người hiểu biết pháp luật và nhiệm vụ của họ là phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu những người này chính là những người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thì đây là hành vi rất đáng lên án, cần phải xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Sau khi có quyết định tước danh hiệu công an nhân dân, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và có thể tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông thường, sau khi bắt người phạm tội quả tang hành vi trộm cắp tài sản, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và tạm giam đối với bị can để điều tra. Luật sư Cường cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các quy trình để xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ chiến sĩ này. Sau khi có quyết định kỷ luật thì sẽ khởi tố bị can và tạm giam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Luật sư Cường nhấn mạnh, việc khởi tố vụ án hình sự là động thái rất quyết liệt, nhanh chóng của cơ quan chức năng, thể hiện thái độ không bao che, không dung túng cho hành vi sai phạm, xử lý nghiêm minh để giữ gìn uy tín của lực lượng công an nhân dân và cảnh tỉnh những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra đối với các cán bộ chiến sĩ trẻ tuổi. Theo luật sư Cường, điều kiện để khởi tố vụ án hình sự là vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Bởi vậy, trường hợp xác định những con dê này là tài sản của tổ chức, cá nhân, đồng thời định giá giá trị tài sản này từ 2 triệu đồng trở lên thì đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản. Sau khi khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ điều tra rõ người nào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để khởi tố bị can. Hành vi bắn dê nhưng không có mục đích chiếm đoạt có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại tài sản. Còn trường hợp săn bắn nhằm chiếm đoạt thì đây là hành vi trộm cắp tài sản. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy ba người này nhận thức rõ những con dê này có chủ, không phải dê núi, hoang dã vô chủ, nhưng vì lòng tham mà lén lút chiếm đoạt những con dê này bằng cách bắn chết hoặc trọng thương rồi mang đi thì đây là hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và tạm giam đối với những người đàn ông này để xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi trộm cắp tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính, bị kết án về tội xâm phạm quyền sở hữu mà còn vi phạm, những người này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc hành vi được xác định là phạm tội có tổ chức, những người này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm theo quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Cường khẳng định, như vậy trường hợp xác định những con dê này là có chủ và giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì việc khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ Luật Hình Sự là có căn cứ. Theo thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, 3 sĩ quan công an bắn nhầm dê của người dân nuôi thả ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội và phản ứng tức thì của lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã nhận được những phản hồi tích cực từ người dân. Bởi chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, có thông tin trên mạng xã hội thì công an đã vào cuộc xác minh, tước danh hiệu công an nhân dân, tạm giữ khởi tố vụ án để điều tra. 3 người này cũng bị tạm đình chỉ sinh hoạt đảng. Có thể nói lực lượng công an hay bất cứ khu vực công tư khác thì lúc nào đó cũng có thể xảy ra những sự việc đáng buồn, đáng lên án, phê phán như vậy. Chỉ khác là trong thời đại của thông tin, với thiết bị di động phổ biến được cài đặt sẵn công cụ mạng xã hội, những tình cảm, phản ứng vui hay buồn, tích cực hay tiêu cực của một hoặc vài cá nhân lơn lẻ hoàn toàn có thể được nhân lên nhanh chóng thành phản ứng của cộng đồng, lan tỏa liên tục như lớp sóng. Dư luận mạnh mẽ ấy đòi hỏi các cá nhân, tổ chức liên quan, nhất là các cơ quan công quyền cần phản ứng kịp thời, chính xác. Không chỉ sự việc vừa xảy ra ở Hà Nội, những năm gần đây, cùng với việc đảng tăng cường thực thi kỷ luật thì kỹ năng, nhận thức của các cấp, các ngành ở nhiều địa phương trong giải quyết các vấn đề dư luận, bức xúc đã được nâng lên cao rất nhiều. Ở Hải Phòng, mới tuần trước, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Rồi quân khu 3 đã phản ứng rất nhanh trước phản ánh trên Facebook của sinh viên về hiện tượng nam giảng viên có lời lẽ thô lỗ, có tính chất quấy rối. Cũng ở thành phố Cảng, chỉ một ngày sau khi trên Facebook xuất hiện clip phản ánh giáo viên một cơ sở mầm non đánh học sinh, dù hình ảnh cho thấy sự việc xảy ra đã lâu, nhưng chính quyền phường, rồi quận, cả Sở Giáo dục Đào tạo đã nhanh chóng có động thái. Những phản ứng kịp thời ấy còn được chia sẻ với cơ quan báo chí để thông tin chính thức đến người dân. Thiết bị di động, tiếp cận Internet dễ dàng và sự phổ biến của các ứng dụng đang trao cho người dân công cụ để thực hiện các quyền của mình, được pháp luật quy định. Nó cũng là công cụ để giám sát và phản biện xã hội. Từng con người cụ thể không còn là nguyên tử đơn độc nữa. Mỗi quan điểm, ý kiến, phản ánh của họ đều dễ dàng tìm được sự chia sẻ, ủng hộ của cộng đồng. Môi trường ấy không chỉ là áp lực, buộc các cơ quan công quyền phải thay đổi, mà chính từng cá nhân trong xã hội và những người tham gia mạng xã hội cũng phải trưởng thành hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.